Thầy tử con dự âm quảng thần thân nga tham gia phòng năm địa tạng nga thiên tâm tùng kinh địa tạng bồ tát bội nguyện phẩm thứ 12. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bội Nguyện thấy ngay được lợi ích phẩm thứ 12. Một, Đức Phật Pháp Quang tuyên tạo. Lúc đó, từ trên đỉnh môn, Đức Thế Tôn phóng ra cả trăm nghìn muôn ức tia sáng lớn như là tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng nền tốt, tia sáng nền tốt lớn, tia sáng ngọc lớn, tia sáng sắc tía lớn, tia sáng sắc xanh, tia sáng sắc xanh lớn, tia sáng sắc biếc, tia sáng sắc biếc lớn, tia sáng sắc hồng, tia sáng sắc hồng lớn, tia sáng màu lục, tia sáng màu lục lớn, tia sáng màu vàng y, tia sáng màu vàng y lớn, tia sáng tướng mê linh, tia sáng tướng mê linh lớn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn bảo, tia sáng vòng tròn bảo lớn, tia sáng vòng mặt trời, tia sáng vòng mặt trời lớn, tia sáng vòng mặt trăng, tia sáng vòng mặt trăng lớn, tia sáng tướng cung điện, tia sáng tướng cung điện lớn, tia sáng tướng mê điện, tia sáng tướng mê điện lớn. Từ trên đỉnh môn phóng ra những luồng ánh sáng như thế xong lại nói ra những tiếng vi diệu mà bảo đại chúng rằng: này tam bồ chúng trời rồng người cùng phi nhân vân vân, đáng ngày hôm nay ta ở tại cung trời đạo lời tuyên bày, người khen những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự về nhân hình nên bậc thánh, những sự chứng quả thật địa, những sự rốt ráo không nói sụt nên đạo vô thường chính đẳng chính giác của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Hai, Quán Thế Âm cầu thỉnh. Lúc Đức Phật nói lời đến đó vừa dứt tiếng, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Quán Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng đại Bồ Tát đầy đủ đức từ bi lớn, ngài thương xót chúng sinh mà tội khổ trong muôn nghìn nước thế giới, ngài hóa hiện ra nghìn muôn nước thân, bao nhiêu công đức và sức oai thần chẳng thể nghĩ bàn của ngài. Con đã từng ngài Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương khắp miền đồng lời người khen ngài Địa Tạng Bồ Tát, dầu cho các đức Phật trong thuở quá khứ, thuở hiện tại và thuở vị lai nói công đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn chẳng thể nói hết. Vừa rồi lại được Đức Thế Tôn bảo các tăng đại chúng rằng Đức Phật muốn tuyên nói các sự lợi ích của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Quý mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sinh ở hiện tại và vị lai mà tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm cho tạm bồ chúng trời rồng vân vân chiêm ngưỡng lễ lạy ngài Địa Tạng Bồ Tát để đằng Phật lên. Đức Phật tán thán và hứa khả. Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ông có nhân duyên rất lớn với chúng sinh trong cõi ta bà, những hàng trời rồng hoặc nam nữ, hoặc nam tử nữ nhân, hoặc thần hoặc quỷ, cho đến chúng sinh mắc phải tội khổ trong sáu đường. Nếu kẻ nào nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông, hay mệnh tưởng đến ông, cùng khen người ông, thờ những chúng sinh ấy đều ở nơi đạo vô thường chính giác. Quyết chẳng còn thối chuyển, thường được sinh vào cõi người, cõi trời, hưởng đủ sự quý vi diệu, vì nhân quả sắc thành thục,
liền được Phật thọ kỹ cho. Này, ông sẵn lòng từ bi lớn, thương xót các loài chúng sinh mà tạo bồ chúng trời rồng vân vân, mà muốn nghe ta nói những sự lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, ông nên lắng nghe cho kỹ, nay ta sẽ nói đó. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch rằng: vâng, mẹ Đức Thế Tôn, con xin ưa muốn nghe. Thấy nghe thêm Phật trời, Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát: trong các thế giới, về thuở hiện tại nay và vì lai sau, có vị trời nào hưởng Phật trời đạo mãn, năm tưởng suy hao hiện ra nơi tâm, hoặc có kẻ phải đọa lạc vào nơi chỗ nặng vào các vị trời đó, hoặc nam hoặc nữ, đương lúc tưởng suy hao hiện, hoặc thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe tên ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi một lần chiếm ngưỡng, một lần định lễ, thời các vị trời đó càng thêm lớn Phật trời, thường sự vui sướng rất nhiều, không bao giờ còn phải bị đọa lạc vào ba ác đạo nữa. Huống chi là những người thấy hình tượng Bồ Tát, nghe danh hiệu Bồ Tát, rồi đem các thứ hương hoa, đồ y phục, đồ uống ăn, vật bảo, chuỗi ngọc mà bố thí cũng dường, thời người này đằng vô lượng vô biên công đức Phật lời. Người bệnh được lời lại về nữa, này Quán Thế Âm, trong các thế giới về thuở hiện tại nay và vì lai sau, những hàng chúng sinh trong chọn đường như có kẻ sắp mẳng chúng mà đằng nghe một tiếng danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát thoáng qua lỗ tai, thì kẻ mẳng chúng đó không còn bị đọa vào chốn khổ và ác đạo. Không chỉ là lúc sắp mẳng chúng, cha mẹ cùng hàng thân quyến đem của cải, nhà cửa, vật báu, y phục vân vân của người sắp mẳng chúng đó mà làm của chi phí để tô lắp hay hòa vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi làm cho người bệnh lúc trước chết hoặc mắt thấy tai nghe biết rằng hàng thân quyến đem nhà cửa vật báu vân vân vì mình mà tô vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Người bệnh đó nếu có nghiệp báo phải mang lấy bệnh nằm, thời nhờ công đức này liền được lên mình tuổi thọ thêm nhiều. Còn nếu người bên đó có nghiệp báo trộm làng đại, lại có đủ tất cả tội chướng, nghiệp chướng, lặng lẽ phải đọa vào chỗ nặng vào trong. Vì nhờ công đức này, nên sau khi mạng chung, liền được sinh vào cõi trời, có người hưởng quả vui thù thắng vi diệu, tất cả tội chướng phải đều tiêu sạch. Trên văn được vượt, lại về nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, về đời sau, nếu có kẻ nam tử, người nữ nhân nào, hoặc lúc còn bú mớm, hoặc lúc lên 3 tuổi, hoặc lúc lên 5 tuổi, 10 tuổi trở xuống mà chết mất cha mẹ, cho đến chết mất anh em, chị em, đến khi người đó khôn lớn, nhớ tưởng đến cha mẹ cùng hàng thân quyến, không rõ đọa lạc vào chỗ nào, hay sinh về thế giới nào, hoặc sinh lên cõi trời nào, người đó như có thể tôi gãy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, nhận đến nghe danh hiệu của ngài, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần định lễ, từ một ngày cho đến 7 ngày, đừng thổi thất tâm ban đầu. Nghe danh hiệu, thấy hình tượng, chiêm lễ cũng dường, thời quyến thuộc đã sống quất của người đạo, nếu do ác nghiệp mà bị đọa vào ác đạo, tính ra phải chịu đến số kiếp. Nay nhờ công đức tôi vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và chiêm lễ cũng dường của con cái hay của em chị em, nên liền lặng giải thoát được sinh lên cõi trời, cõi người hưởng quả vui thù thắng vi diệu. Còn như quyến thuộc đã sống quất của người đó ở phật lên đã được sinh lên cõi trời, cõi người hưởng thọ quả vui thù thắng vi diệu rồi, thời nhờ công đức này càng thêm lớn nghiệp nhân về bậc thánh hưởng vô lượng quả vui. Những người đó đã có thể trong 21 ngày chuyên lòng chăm lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và niệm lễ danh hiệu của ngài đủ số 1.000 trẻ đằng. Địa Tạng Bồ Tát hiện vô biên thân, mới cho người đó rõ nơi cõi của hàng thân quyến sớm quất kia đã sinh về, hoặc trong giấc mộng Địa Tạng Bồ Tát hiện chức thần thông lớn từ các người đó đến các thế giới thế hàng quyến thuộc.
những người đó lại có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát 1.000 điểm, luôn đến 1.000 ngày, thời người đó sẽ được Bồ Tát sai các vị quỷ thần ở tại chỗ đó hộ vệ trọn đời, hiện đời món ăn, đồ mặc dư dật, không có các thứ bền khổ, cho đến các sự tai vạ còn không hề định vào đến cửa, không nữa là đến nơi thân chốt tráo, rồi người đó được ngài Địa Tạng Bồ Tát cho định thọ kỹ cho quyền lời chấm thành. Lại về nữa, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát về đời sau, nếu có các tiền nam, người tiền nữ nào muốn phát lòng từ rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sinh, muốn tu đạo vô thượng chánh giác, muốn thoát khỏi tam giới, những người đó thấy hình tượng và nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi chỉ tâm quy y hoặc đem hương hoa, y phục, vật bảo, đồ ăn uống, vân vân để cúng dường, chiêm ngưỡng, đền lệ. Thời chỗ nguyện cầu của cả thiền nam cùng thiền nữ đó mau được thành tựu, không bao giờ bị trở ngại. Lại về nữa, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát trong đời sau, nếu có cả thiền nam, người thiền nữ nào muốn cầu tam nghìn muốn ức điều nguyện, tam nghìn muốn ức trừ về hiện tại cùng vị lai, thời chỉ nên quy y chiêm ngưỡng đền lệ cũng dường người khen hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát được như thế, tẩy nguyện những chi và cầu những chi thảy đều thành tựu cả. Lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát bần đức từ bí rộng lớn ủng hộ mãi cho người đó trong giấc chiêm bao, nên đặng ngài Địa Tạng Bồ Tát cho định thọ kỹ được trị huệ. Lại bền nữa, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát trong đời sau, như có người thiền nam, kẻ thiền nữ nào sinh lòng rất trân trọng đối với kinh điển Đại Thừa, phát tâm bất tư nghị muốn đọc muốn tùng kinh điển ấy, dầu gặp đẳng bậc kính sư truyền dạy cho những người đó học tập, nhưng đọc rồi quên rồi, cả đến cả tháng cả năm vẫn không đọc từng được. Những kẻ thiền nam đó vì có nghiệp chướng đời trước chết trừ sạch, cho nên ở nơi kinh điển Đại Thừa không có công năng đọc tùng. Những hàng người này khi nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, đem hết bộ tâm cung kính bày tỏ với Bồ Tát, rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn, tất cả đồ ngoại phụ vân vân cũng đều hình tượng Bồ Tát, dùng một chén nước trong để trực tượng Bồ Tát một ngày một đêm. Sau đó cung kính các tay thỉnh để uống, che mặt về hướng nam. Khi nước vào miệng phải chỉ tâm trình trọng, uống nước xong phải cử ngũ tân, rượu, thịt, tà, dâm, phòng ngữ và các việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Người thiền nam cùng thiền nữ đó trong giấc chiêm bao thấy Địa Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên chuyển nước trên đền của người đó. Sau khi tức về, người đó liền đằng thông minh một phen nghe đến những kinh điển Đại Thừa ấy, liền sẽ nhớ mãi không bao giờ còn quên một câu kệ nữa: tai nạn tiêu trừ. Lại về nữa, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát về trong đời sau, như có những người nào ăn mặc không đủ, cầu chi cũng không toàn nguyện, hoặc thêm nhiều tật bệnh, hoặc nhiều sự hung suy, nhà cửa không yên ổn, quen thuộc chia lìa, hoặc các sự tai vạ cứ lấy quấy nhiễu nơi thân luôn, trong giấc mộng thường phải kinh trời. Những người như thế đó khi nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, nên chỉ tâm cúng kính niệm lục một nguyên nguyện, cho những sự không tùy ý trên đó sẽ tiêu sạch lần lần, niềm đằng an vui, đồ ăn mặc dư dật, cho đến trong giấc mộng phải đều an ổn vui vẻ. Khỏi hiểm nguy, lại về nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát về đời sau, nếu có người thiền nam thiền nữ nào hoặc nhân sự làm ăn, hoặc nhân sự công chuyển tư, hoặc nhân sự sinh cùng tử, hoặc nhân việc gấp mà phải vào trong rừng núi, hay là qua sông vượt biển, hoặc gặp nước đục lở, hoặc đi ngang đường hiểm trở, người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát một nguyên biển được thế. Thời đi qua nơi nào, chỗ nào,
thượng võ bị quỷ thần hồ về. Lúc đi đứng, khi nằm ngồi đều được an ổn vui vẻ luôn. Cho đến giờ gặp loài hùng sói, sư tử, nhưng tất cả thứ độc hại đều không thể phạm đến người đó được. Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với cõi Diêm Phù Đề. Nếu nói về những sự mà các thằng biểu sinh thấy hình, nghe tên của ngài Địa Tạng Bồ Tát được lợi ích, thời giàu nói đến trong trăm nghìn kiếp cũng không hết được. Này Quán Thế Âm Bồ Tát, vì thế ông nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này, làm cho chúng sinh trong cõi ta bà đấy mà đến trăm nghìn kiếp được hưởng những sự an vui luôn. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kể rằng: ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hằng xa khó tỏ trần, thấy nghe một niềm chiêm ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần. Hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, bảo tần chạy xa vào đường dữ, chỉ tâm quy màng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ. Trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ chuột trà, lẫn không nghĩ đến đều không biết, lại giữ đường đình ở đâu là. Hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chân lễ biệt chẳng đền, hăm một ngày luôn niềm danh hiệu, Bồ Tát hiền thân đến bên mình. Chỉ đền quyến thuộc ở nơi nào, đầu xa ác thú cũng ra mau, nếu được không nuôi lòng kính ngưỡng, chánh tí Bồ Tát quật đồ cao. Bồ Đề vớ thường muốn tu hành, mong ra bác cõi khỏi sinh tử, người này đã phát lòng bí lớn, trở nên chân lễ đại sĩ hình. Nghe tên quy y đấng tròn nền, cũng dường cũng kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đằng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tùng kính sách, muốn đồ chúng sinh khỏi ta ép, dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn sợ mất. Người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kính khó mỏi về, ý phục ăn uống tắc hòa cụ, cũng dường Địa Tạng gọi hương hoa. Dùng chén nước trong bày trượt tường, cách một ngày đếm bưng lấy uống, trên lòng ân trọng cửa ngũ tâm, rượu thịt tà dâm cùng dỗi luồng. Trong năm một ngày trở sát sinh, chuyên lòng tưởng niệm thường nhân sinh, chiêm bao thấy rõ tôn dung hiền, tức rồi liền đẳng trị khôn ninh. Đại thừa kính giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai, chỉ nhờ đại sĩ oai thần lòng, thầm giúp người kia có hề tài. Chúng sinh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà hòa hoàn người lìa nhau, ngủ mê mỏng mỉ không ăn chấp, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào. Chắc lòng chiêm lễ Địa Tạng ngài, bao nhiêu việc ác hãy tiêu ngay, nhận đến chiêm bao đều ăn cả, quỷ thần vào hồ của chư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy chặt đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan cũng không ngừng. Chặt sửa ra đi đổi được tường, cũng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng. Núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu dệt tường an trường. Quán Âm lắng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng oai thần đạo, trăm nghìn muôn kiếp thật chẳng rời, trầm tuyến đại sĩ đầy sức ngọt. Nhưng người nghe đến Địa Tạng dân, thấy hình chiêm lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống giống y phục, trăm nghìn bảo đẹp hưởng nhiều lần. Nếu ai đem con hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sinh tử khỏi, Quán Âm nên viết vãng tuyên bày, truyền khắp hằng xa nhiều nhược cõi. Nam mô A Di Đà. Mình đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo. Thank you.
sắc mô đi số hoa.